Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Gần đây, nhắc đến Trấn Thành, người ta lại nghĩ ngay đến những scandal xoay quanh chuyện tình cảm. Mối tình tay ba Trấn Thành, Harry và Tiến Đạt chưa kịp lắng xuống, thì những ngày cận kề hôn lễ và sau đó, cái tên Trấn Thành lại xuất hiện dày đặc trên các mặt báo với tin đồn về giới tính liên quan đến Duy Khánh, một diễn viên trẻ khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Ngày 25 tháng 12, đám cưới của Trấn Thành và Harry Won đã diễn ra trong một không gian ấm cúng và ngập tràn hạnh phúc. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, cư dân mạng lại lan truyền nhau thông tin đời tư của Trấn Thành với những ý kiến trái chiều. Không ít nghi vấn cho rằng anh và diễn viên trẻ Duy Khánh từng có thời gian yêu nhau. Thậm chí, nhiều người đã khai quật lại hình ảnh thân thiết ngày xưa giữa Trấn Thành và Duy Khánh để thêm phần khẳng định. Về phía mình, Duy Khánh phủ nhận hoàn toàn thông tin. Anh cho rằng mình và Trấn Thành chỉ là đồng nghiệp. Khi được hỏi đến, Duy Khánh cho rằng mặc dù không có cố ý nhưng vẫn cảm thấy có lỗi vì ít nhiều tin đồn đã gây ảnh hưởng cho Trấn Thành và Harry. Anh muốn gửi lời xin lỗi đến họ. Được hỏi về mối quan hệ giữa anh và Harry như thế nào qua các tin đồn, cô giáo Khánh vui vẻ trả lời vẫn rất bình thường. Vì là người trong nghề nên Harry sẽ biết và hiểu cho những tin đồn của báo chí. Anh và Harry có cơ hội vẫn trò chuyện với nhau rất nhiều. Duy Khánh còn nói thêm, Harry Won sẽ không bao giờ ghen vì hơn ai hết, người hiểu anh Trấn Thành nhất chính là chị Harry. Trong bài phỏng vấn mới đây, cô giáo Khánh nói rằng đã rất ngưỡng mộ tài năng của đàn anh là Trấn Thành. Giữa hai người không có quan hệ yêu đương gây tò mò cho công chúng. Duy Khánh chia sẻ, với anh, Trấn Thành là thần tượng, là một người thầy, một người tri kỷ đáng mến. Hai người đã song hành với nhau từ công việc cho đến ngoài đời. Đối với những thí sinh trong các chương trình mà Trấn Thành làm ban giám khảo, Trấn Thành đều quan tâm mọi người như nhau. Duy Khánh không hiểu sao chỉ có riêng mình bị đồn thổi. Đọc những dòng chia sẻ của Duy Khánh trên truyền thông, cư dân mạng lại đặt ra thêm một dấu chấm hỏi lớn. Không có lửa làm sao có khói? Phải chăng giữa Duy Khánh và Trấn Thành có mối quan hệ thân mật hơn mức đồng nghiệp nên người trong cuộc mới phải lên tiếng? Đôi khi, sự giải thích lại càng khiến người ta thêm tò mò và vô tình ảnh hưởng không hề nhỏ tới gia đình của người khác. Đúng vậy, dù khẳng định không liên quan gì, nhưng những hành động của anh chàng lại khác hoàn toàn. Rõ ràng, những ngày gần đây, cô giáo Khánh đang gián tiếp nhắc về Trấn Thành. Trên thực tế, khi thông tin đám cưới của Trấn Thành và Harry Won được tiết lộ, thì công chúng dường như chỉ tập trung về hai nhân vật chính. Ấy vậy mà, cùng thời điểm này, Duy Khánh lại cứ đưa những câu chuyện về Trấn Thành một cách đầy ẩn ý. Gần ngày cưới của cặp đôi, anh lại liên tục đăng tải những chia sẻ về việc được mời đám cưới, ảnh thiệp cưới, rồi ngay cả tới dự hôn lễ cũng không quên check-in trên Facebook cá nhân. Chưa kể, đang giữ đám cưới thì anh bật khóc rồi lẳng lặng bỏ về sớm khi tiệc chưa kết thúc. Giải thích về hành động ấy, Duy Khánh bảo rằng đó chỉ là những giọt nước mắt cảm động vì mừng cho hạnh phúc của một người anh mà mình quý mến. Và việc bỏ ra về chỉ đơn giản là vì có việc bận riêng. Tuy nhiên, chỉ vừa đăng tải những thông tin lên, đã có rất đông fan, cư dân mạng vào an ủi, động viên Duy Khánh. Có vẻ như ai cũng đang ám chỉ, chính anh là người yêu cũ của Trấn Thành. Sự việc càng khiến nhiều người tò mò hơn khi xem lại những hình ảnh chung của hai người. Quả thật, Duy Khánh và Trấn Thành vô cùng thân thiết. Những hành động và biểu hiện cho thấy đó không phải là cách thể hiện của những người bạn bình thường. Trong khi Trấn Thành chọn cách im lặng, bỏ ngoài tai những lời đồn thổi về giới tính và mối quan hệ với Duy Khánh, thì Duy Khánh lại rất nhiệt tình trả lời phỏng vấn và giải thích rất nhiều với báo giới và khán giả. Với rất nhiều lý do và lời giải thích được đưa ra, thì thực hư câu chuyện Duy Khánh và Trấn Thành cụ thể như thế nào cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Hiện tại, chúng ta cứ chúc phúc cho tình yêu đẹp, tổ ấm mới của Trấn Thành và Harry Won. Còn Duy Khánh, thời điểm này nên chọn cách im lặng để bảo vệ gia đình Trấn Thành, hơn là lên tiếng bất cứ điều gì. Anh hãy tiếp tục thăng hoa nhiều hơn trong nghệ thuật, mang đến những vai diễn đa chiều và chất lượng để phục vụ khán giả. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Audio Jungle.